Rồi xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu một cơ hội sở hữu đất nền thổ cư tại khu vực thành phố Vĩnh Long. Cụ thể là khóm 5, phường 5, thành phố Vĩnh Long. Trong một khu vực là đang rất là phát triển và thu hút nhiều người quan tâm nha. À, vị trí miếng đất này là tòa lạc tại hẻm 220 đường 14 tháng 9, khóm 5, phường 5, thành phố Vĩnh Long. Đây là một khu vực rất thuận lợi cho việc di chuyển hàng ngày. À, hẻm tuy là hẻm xe máy thôi nhưng mà bên đường hai bên rất là rộng rãi và thoáng mát nha anh chị như mình mình sẽ đi vô mình sẽ thấy là một bên đó là hàng cây xanh bao phủ tàu tạo không khí rất là dễ chịu luôn quý anh chị thì mình bây giờ mình sẽ đi vào hẻm nha à, và cái điểm đáng chú ý nhất là mảnh đất này chỉ cách bệnh viện đa khoa thành phố Vĩnh Long khoảng 2 km với khoảng cách này gia đình mình sẽ rất là dễ dàng trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế cần thiết và không phải mất nhiều thời gian ngoài ra chợ phường chợ phường năm cũng chỉ cách mảnh đất này khoảng 2 phút đi xe máy rất là tiện lợi cho những ai thích đi mua sắm hoặc kinh doanh buôn bán bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu thêm về diện tích của mảnh đất thì nhắc tới anh chị là mảnh đất này có chiều rộng là 5,49m chiều dài là 18,89m nở hậu là 5,72m đất hướng Đông Nam à, đây cũng là một cái hướng đón ánh sáng và gió tự nhiên rất thích hợp cho việc xây nhà ở hoặc đầu tư lâu dài nha quý anh chị và miếng đất mình sẽ bắt đầu từ cái cọc này mình sẽ đi dài xuống sát bức tường nha quý anh chị đó, ở dưới bức tường màu xám đó mình thấy chưa thì cái miếng đất này mình nhắc lại là rộng 549 m nha và dài là 18 m, nở hậu là 572 m. Miếng đất này giá chủ cần bán là 650 triệu. À, một mức giá là phù hợp. Mình thấy là phù hợp cho cho cái một cái lô đất á là có vị trí tiềm năng tại khu vực thành phố Vĩnh Long nha. Thì à, miếng đất này á, anh chị xem đó thì ở dưới á, ở dưới là mình sẽ đi xuống sát bức tường nha, là hết đất mình đi hoành lên ha mình đi hoành lên là tới sát mặt đường thì cái mé bên 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 trái mình á là có một cái hàng rào b40 thì ở dưới hậu á mình kéo ra là hết đất là chiều rộng á, là 7.2m còn ở trên á, mình kéo ra là 5.49m nha và cái miếng đất của mình á, nằm sát cái ngã tư như thế này À, một hướng thì đi đi lên hang, còn một hướng thì đi vô à, miếng đất. À, thì quý anh chị nào mà có nhu cầu nhà về mua đất thì liên vui lòng uh, liên hệ với chủ đất mình sẽ để số điện thoại của chủ đất ở trên kênh của mình nha Thì chúc quý anh chị à, tìm được một cái miếng đất, một cái sản phẩm bất động sản ưng ý và phù hợp. Rồi bây giờ mình xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở video khác nha. Bye bye.